Em Julie, cặp ơi, gọi là mì lính đẹp quà, mì lính tụi bằng tuổi play 100 Không thơm tỏi phải rồi. Bé Julie ơi, tiếng nói là gì đây? nấu Tiếng sao vậy, nấu cho ăn bạn sinh nhật con kia. nấu cho dư ly ăn mệt. Nói sao nhanh vậy? Trời ơi, Ok. Alright, con mực này rất là tô bờ này. Để tôi chọn cho. Rồi người làm gì đây? Tôi chọn chọn đi. nha. Ok. Cái gì vậy? Tôi chọn hỏi kẹt luôn. Không biết chỗ Không, tôi làm được. mà lấy này nè. Alright, cảm ơn. Nữa Ok. Đây. rồi chọn đi, Đây. đừng đứng đứng mực nó bay ra ngoài. Bay ra ngoài nấu. Nấu mực ăn nha. Đây, ê, nấu quên bây giờ. Đồ ăn của người mày người nhậu nè. Ngon lắm. Mày người nhậu thịt ăn mực nè. Để ổng đi. Trời ơi, phòng tái túi. Tái túi mới bị phòng ông nội. Để tôi rửa tay tôi. Oh my god. Ok. Làm lại nha. Ok, anh như cô thắm Còn với đi thấy bài nơi. muốn thấm luôn nè. Ok, anh. Alright, anh như cô thắm cô bắt năm con bắt năm mình xa đi về. La 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 la. Này đậy nắp không vậy? Không Ủa vậy hả? sao lên cho tôi Ok, tôi đang xào cho người nè. nó thơm. Ngon quá. Ngon không? Ăn với cơm nhiều nhiều nha. Ừ. La 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 bum 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 la 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 màu sắc cực đẹp ha. Julie ăn mực ngon quá. Julie nói kìa. Yeah, chạy được nè, chạy tới được nè. Julie ơi, tiễn cử hướng em quay nè, phải về cưới tiễn làm cho ông nha. Rồi không liềm cái kiểu gáy hồn nữa kia, vậy mà nói là chạy sơ đó. Chạy sơ làm chuyện gì vậy? Quý hiền Ăn như ma sơ. sơ. Rồi chạy tới đó làm ăn á, là chạy tới luôn được nữa kia, chạy tới nè em ơi, chạy tới đó tuổi tật đó của em nè. Con ơi, tuổi tật của em là em hiền như Như ma ma sơ, sơ, đôi mắt mắt em em cũng ngẩn ngơ. ngơ. Để xem nữa. Mượn coi. Mượn đi, trời bầm tải túi rồi. Trời ơi, mới đi làm mà cái đó Nè. không được rồi. Cái này đồ quẹt nè. Ai kêu? Nói kêu Để ông đếm kêu. thử Gì? Chết chính mình em khi. coi. Chính rồi. Thôi. Thôi. Không. Tôi đây. Không mưa. No. Thôi tôi ra ngoài tôi cá tiệm ngươi cứ làm tiếp tục đi Gì nha. vậy? Thế Người bà tôi. tôi bỏ là phải rồi. Nực quá. Con bé. Nực quá tôi phải mở cửa. Xin lỗi người, đi về chỗ khác chơi please. Con mặt lẻ. Please nhỏ ơi. Nhỏ ơi. Nhỏ béo. Nhỏ, cảm ơn. Alright, tiếp tục mưa gạo.